Thêm thông tin đáng chú ý về đường dây bóng đá trên 10.000 tỷ đồng vừa bị công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. Vào sáng nay, hai đối tượng là mắt xích quan trọng của vụ án trên đã bị bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh khi trên đường bỏ trốn và đã di lý về Đà Nẵng phục vụ điều tra. Hai đối tượng này là Lê Hà Việt Hưng 35 tuổi và Bùi Văn Dẫn 27 tuổi cùng trú quận Thanh Khê. Trong đó, Hưng được kẻ cầm đầu giao cho việc điều hành quản lý, xử lý vấn đề kỹ thuật và cách chuyển các tài khoản super master thành nhiều tài khoản master để chuyển cho các đại lý đánh bạc và phân phối cho các con bạc bên dưới. Còn Bùi phân dẫn phụ trách việc thu chung tiền thắng thua và đòi nợ. vào thứ hai hàng tuần, trí cùng với Hưng dẫn liên lạc qua ứng dụng telegram để thống kê, tính toán chốt tiền thắng thua. Cho đến nay thì kẻ cầm đầu là Bùi Mạnh Trí 35 tuổi đã bỏ trốn. Cơ quan công an đã tiến hành truy bắt, đồng thời kêu gọi trí đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Ngoài ra, hiện phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự 11 đối tượng có liên quan, trong đó năm đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong đường dây cá độ và sáu đối tượng là các con bạc lớn.